Chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay có tin gì mới chia sẻ với các bạn ạ. Trước hết mình chia sẻ với các bạn một thông tin. Gia đình của nhạc sĩ Vinh Sử cho hay vào lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 9 là ngày hôm nay nhạc sĩ Vinh Sử đã qua đời, thọ 79 tuổi. Nhạc sĩ Vinh Sử các bạn biết là được phong với danh hiệu là vua nhạc sĩ. Trong cái thời kỳ đỉnh cao ở miền Nam, các bạn biết là cái dòng nhạc Bolero là một trong những cái dòng nhạc rất thịnh hành. Rất nhiều nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài hát rất hay. Thì trong đó có nhạc sĩ Vinh Sử. Nhạc sĩ Vinh Sử để lại nhiều tác phẩm phải nói là rất nổi tiếng các bạn. Ví dụ như là bài Gõ Cửa Trái Tim, hay là Nhẫn Cưới Cho Em, Yêu Người Chung Quách. Đặc biệt là bài Gõ Cửa Trái Tim và Nhẫn Cỏ Cho Em. Các bạn mà nghe ca sĩ Quang Lê hát thì thôi, chị không có nổi. Rất là mùi mặn, rất là hay các bạn. Nhạc sĩ Vinh Sử cuối đời các bạn biết là có một cuộc sống rất là bấp bênh, rất là khổ sở. Ở trong một căn nhà rất là chật hẹp. Tội lắm các bạn. Có thời kỳ Hoàng Kim là các bạn biết là hồi xưa nhạc sĩ nhiều tiền lắm. Sống cuộc sống và nói rằng giàu sang phú quý. Nhưng mà sau này cuộc sống nó không được như ý muốn, rất là khổ sở. Cuối đời đau ốm nữa. Các bạn thấy rất là tội. Đây là một cái tình trạng chung của rất là nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Mình thấy là như vậy. Rất nhiều người cái thời kỳ trước là có một cuộc sống rất là khá giả. Sau này do cái điều kiện hoàn cảnh này nọ đưa đãi, những người này có một cuộc sống thật là vô cùng vất vả. Chúng ta chia buồn với gia đình nhạc sĩ Vinh Sử và chúng ta cảm ơn nhạc sĩ trong cái thời kỳ tuổi trẻ đã cống hiến dòng máu của mình tất cả cho âm nhạc, đã để lại cho cuộc đời này rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Rồi chia tay tin về nhạc sĩ Vinh Sử. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản. Mình chia sẻ với các bạn bài này xuất phát từ bên Mỹ chứ không phải là ở Việt Nam. Mà câu chuyện này cũng đã xảy ra khá là lâu rồi, cũ rồi. Nhưng mà nó rất là hay. Nó hay là vì sao các bạn không? Một căn nhà lúc đầu có thời điểm nóng sốt nhất, người ta trả tới 50 tỷ. Rất là nhiều người đến sang đấu cái bất động sản này nhưng chủ nhà không bán. Cuối cùng bán tháo với một cái giá 16 tỷ đồng để trả nợ. Qua cái bài này chúng ta học được rất nhiều kinh nghiệm ở đây các bạn. Nằm trên đại lộ Massachusetts ở Washington City, ngôi nhà của ông Aston từng là câu chuyện gây chú ý dư luận Hoa Kỳ. Năm 1980, ông Aston và vợ đã mua căn nhà 2 tầng lụp xụp này với giá 135.000 đô la. Họ không sinh sống tại đây mà chỉ sử dụng làm văn phòng làm việc cho công ty kiến trúc của ông Aston. Năm 2003, một trung tâm hội nghị gần ngôi nhà của ông Aston được mở, đã góp phần thay đổi diện mạo cả khu vực. Nhiều công ty đầu tư bất động sản muốn xây dựng các dự án nhà ở, khách sạn, cao ốc văn phòng tại khu vực này và ngôi nhà của ông Aston được họ rất quan tâm. Một số công ty đã tiếp xúc với ông Aston để thỏa thuận mua lại căn nhà nhưng ông đã cương quyết từ chối. Một công ty đưa ra mức giá 1,5 tỷ đô, tuy nhiên ông Aston không chỉ đòi giá cao gấp 5-10 lần mà còn đưa ra điều kiện phải cho ông tham gia vào việc phát triển dự án. Thương lượng bất thành, công ty này đành phải bỏ cuộc. Tại căn nhà của ông nằm giữa hai cái căn chung cư nằm lộc tẩm ở đây. Có nghĩ lúc đầu người ta mong muốn ông bán lại để cho người ta lái cái đất này, người ta làm cái dự án của họ. Nhưng mà ông cương quyết không có bán. Chẳng những hô giá cao rồi còn muốn tham gia vào cái dự án của họ nữa. Để một tí mình phân tích với các bạn vì sao lại nông nổi xảy ra một cái chuyện không như ý muốn. Sau đó nhân viên môi giới tên là Jackson đưa ra đề nghị mua lại căn nhà của ông Aston với giá 2,75 tỷ đô. Người này còn nói với ông Aston rằng ngôi nhà này sẽ giảm đi khi các tòa nhà trong khu vực mọc lên và ông sẽ không còn thấy mức giá này nữa. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo này, ông Aston vẫn từ chối vì cho rằng giá trị của ngôi nhà mình sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Nhiều lần thỏa thuận nhưng không được.
một chủ đầu tư đã triển khai dự án xây dựng chung cư văn phòng trên khu đất liền kề nhà ông Ích Tình. Sau này vợ chồng ông Ích Tình dự tính mở một tiệm bánh tại ngôi nhà nhưng chưa thực hiện được. Thời điểm này vợ chồng ông Ích Tình không có khả năng chi trả cho khoản vay 1,3 triệu đô la. Ngân hàng đã lên kế hoạch tịch thu tài sản để bán đấu giá. Cùng đường ông Ích Tình tự rao bán căn nhà của mình với giá 1,5 triệu đô. Các bạn thấy không? Vấn đề câu chuyện là ổng còn nợ 1 triệu 3 nữa. Ổng nợ 1 triệu 3 mà khổ nổi, người ta trả cái giá rất là cao nhưng mà lại không chịu bán. Sau đó tự bán 1,5 triệu. Nhưng mà vấn đề là tự bán được cái giá này hay là không? Tuy nhiên mức giá này được cho là quá cao. Đến năm 2011, ông Ích Tình cũng bán được căn nhà nhưng giá lúc này chỉ còn 800.000 đô. Vợ chồng ông Ích Tình đã chuyển đi nơi khác sinh sống và ngôi nhà đó đã bị phá dỡ. Một câu chuyện các bạn thấy không? Nó có những nát cũng giống như Việt Nam chứ không khác gì đó các bạn này. Thì qua cái bài này có về ý cũng chia sẻ các bạn cũng hay đó, chứ không phải là không hay đâu. Vì sao là người ta trả với một cái mức giá trên trời như vậy? Mà vì sao chủ nhà lại không chịu bán? Thì cuối cùng nhận một cái kết cục bán với một cái giá thấp tè tè luôn, coi như là bỏ của trả lấy người đó, không đủ để trả nợ ngân hàng luôn đó. Trước hết là chúng ta phải biết nhận định thị trường nó đang ở đâu. Vì sao căn nhà của chúng ta hoặc là cái bất động sản của chúng ta nó gây sự chú ý như vậy? Thì các bạn biết là một cái bất động sản nào bình thường nó nằm tè tè, không ai để ý ra. Nhưng mà đùng đùng có những dự án về nó nằm sát bên nách mình là tự nhiên cái bất động sản mình nó trở nên nổi tiếng. Ai cũng tới cũng xăm soi hết. Thì tự nhiên nó đại cái bất động sản của mình lên. Cũng giống như Phú Quốc, các bạn biết cách đây 10 năm có ai để ý đâu. Nhưng mà nhờ có thông tin là xây dựng lục đặc khu, rồi kéo được những cái tập đoàn lớn về xây dựng những dự án ở đó, thì tự nhiên đất ở đó tăng giá thôi. Chứ hồi xưa giờ người dân người ta buôn bán, người ta cũng làm biển, có ai để ý giữ đất cát đâu có. Một số khu vực khác các bạn để ý như vậy. Thì sau khi có những cái cơn sốt như vậy, câu chuyện ở đây là mua bán cái thời điểm nào cho nó hợp lý. Không ai có thể biết đâu là đáy, cũng không ai biết đâu đỉnh trai đấy. Nhưng mà nhìn chung chúng ta phải theo dõi thông tin và ra hàng khi thời điểm nhiều người quan tâm đến nó nhất. Chứ còn khi mọi việc đã xăm xuôi rồi, mọi thứ láng dịu, nó nguội dần thì không còn ai chú ý, thì cái bất động sản của chúng ta, một là nó bình giá, hai là nó sẽ đi xuống. Ví dụ như ở Việt Nam các bạn để ý, cái thời điểm chúng ta đi đâu đâu cũng nói về bất động sản, ai cũng xôn xao sắp tới triển khai dự án này dự án kia, hay là đi đo chúng ta cũng nghe bạn bè bà con hàng xóm láng giềng cũng kể là mới đầu tư lời được vài chục phần trăm. Mình nói các bạn, đó chính là cái thời điểm để tháo chạy chứ không phải là thời điểm để nhả vào. Có nghĩa là những cái thông tin về đất cát nó đã lan tới từng hộ dân, thậm chí em bé nó cũng biết, thì cái thời điểm đó phải nói là sốc đất thục lộ kinh khủng hùng này. Thứ ba nữa là phải xác định kỳ vọng tăng giá, cái mục tiêu của chúng ta đạt được là bao nhiêu, là chúng ta sốt. Rất là nhiều người mắc cái lỗi chỗ này, nhiều lắm, dường như là 80-90% lận. Khi thị trường nó trầm lắng, tâm lý của chúng ta thường hay nghĩ là đất đợt này sao nó trầm lắng ghê, tiền bị nhốt đóng ở đó. Trong khi cần tiền là mua miếng đất này, mua đất kia, thấy giá nó thơm nhưng mua không được tại vì kẹt chỗ kia mất rồi. Hay là cần tiền để buôn bán vậy đó, nhưng vẫn kẹt. Đất thì không thể cắt giờ chục mét vuông ra bán được. Tới gửi môi giới thì môi giới nói thị trường khó lắm đó chị nghe. Mình kề thôi, em cố gắng có cái mối nào cũng trả. Anh chị lời khoảng 10-20% là bán thôi chứ không có để nữa. Nhưng mà thời gian sau thị trường nó ấm ấm lên, có người trả lời cũng được 10-20% thì lúc đó tâm lý là lần khần liền. Thôi chờ thời gian để nhích lên chút đỉnh nữa. Có lần lên 30, lên 40, 50, 70, lên 100% cũng chưa gì bán. Bây giờ bán cái là bị hố liền, bán xong lần lên về về nữa thì tính ra. Lúc đó bắt đầu sinh ra tư tưởng là cứ chờ chờ đắng ná thời gian để coi để tăng cỡ nào. Lúc đó là báo chí cũng đang tràn ngập Trần Văn Hải,
Tâm lý của các nhà đầu tư, những người kinh doanh buôn bán đều nghĩ rằng đất sẽ tan hồi tan mãi, không bao giờ dừng lại. Nhưng mà cái gì cũng theo quy luật, nóng quá thì hắn phải giảm thôi. Nhưng mà khổ nợ bất động sản thì cũng giảm từ từ chứ không phải là giảm liền. Nhưng trong cái giai đoạn từ từ nó nhiều người cũng bị dính cái tâm lý nè. Ví dụ như thời điểm sốt nóng 3 tỷ. Bây giờ thị trường trầm lắng rồi, khoảng tháng 2 tháng sau hỏi là các anh môi giới. Anh kêu bây giờ đất của anh chị còn 2 tỷ 8 thôi. Nhưng mà 2 tỷ 8 cũng không có chị bán. Mới cách đây 1 tháng họ trả chị 3 tỷ chị không bán, mà bây giờ chị bán 2 tỷ 8 sao được. Em coi thử có mối nào cũng trả cả 2 tỷ 8 50 hoặc là 2 tỷ 9 là chị bán. Nhưng mà khổ nổi trong cái giai đoạn thị trường nó đang giảm, nó đang hạ nhiệt thì làm răng mà đưa giá lên được. 2 tỷ 8 giờ bữa còn 2 tỷ 7, 2 tỷ 6, 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 4, 2 tỷ 3. Ví dụ cái lần tới cái giai đoạn mà nhiều anh vay ngân hàng chị không nợ anh bức anh bán rồi. Đúng mì cái đai luôn. Coi như là lỗ nạn luôn. Nó cũng giống như anh chàng này cho khác vậy đó các bạn này. Đúng là cái bất động sản ảnh lúc đầu nó cũng giữa trời mai tháng 3 cũng không ai để ý hết. Tự nhiên có dự án về, đất của anh nó có giá. Cái bất động sản của anh ai nó cũng chú ý hết. Tại vì một cái văn phòng, một cái chung cư mọc lên tự nhiên đất mình nổi tiếng liền. Ai cũng tới cũng hỏi tham hết. Thì tại cái thời điểm đó là cái thời điểm cái bất động sản mình có giá nhất. Thì mình phải sốt. Chứ mình đừng nghĩ rằng mọi thứ nó xong là đất mình tan giá, chưa chắc đâu. Giá lúc nào nó cũng phản ảnh trước ra á. Chứ còn có khi mọi thứ nó xong xuôi rồi, hắn là câu chuyện khác. Nó nghĩa là người ta chấp nhận, người ta trả với một cái giá cao như vậy là để làm gì? Để cho người ta bứng anh đi luôn, để cho người ta làm cái văn phòng, người ta làm cái chung cư của họ chẳng đẹp. Cho nên người ta chấp nhận, người ta trả cái giá rất cao hơn so với giá thị trường. Chứ còn cái giá thị trường nó không có cái giá đó đâu. Nhưng mà có khi lòng tham con người cũng hơi bị quá. Triệu rưỡi đô la rồi có người trả đến 2,75 triệu đô la là một con số khổng lồ, tương đương 50 tỷ. Thì sau đó không bán, có bạn biết là khi người ta đã xây dựng mọi thứ nó đau đái rồi, nhà mình trở thành một cái điểm ngãn rồi đó. Nó không còn giá trị nữa. Không còn giá trị thì nó hạ giá xuống. Và cái mức độ quan tâm của ông chủ đầu tư này và một số nhà môi giới khác, lúc đầu người ta thấy tiềm năng nhưng bây giờ nó không còn tiềm năng nữa, thì tất nhiên cái bất động sản nó sẽ tự hạ giá xuống. Càng ngày nó càng hạ giá. Và đặc biệt là cái thời điểm cái bất động sản nó trầm lắng nữa thì càng chắc nữa. Có nghĩa là nó bị hai cái lực kéo nó kéo xuống. Thứ nhất là cái độ quan tâm của họ không còn cao, không còn nhiều. Nó đã kéo cái bất động sản mình xuống rồi. Mà tại cái thời điểm thị trường bất động sản nó trầm lắng, nó kéo xuống một lần nữa, các bạn là cái giá coi như nó sắp đáy luôn. Cuối cùng là bán chỉ có 800 ngàn đô, bán xong trả nợ sang phim luôn, đi mất tích luôn. Đây là một câu chuyện ở Mỹ mà các bạn biết là nó có những nát giống tương đồng với Việt Nam mình. Mình nghĩ rằng những người đầu tư cũng dễ bị cái trường hợp như thế này. Ngày trước mình đi mua đi bán cũng y những trường hợp cũng khác như đây các bạn ạ. Hầu đất lây hồ ào không gì bán tới, nhưng mà hầu giỏm xuống nó các bạn là ô đi bán trời cả đất giấy, vất vả lắm. Đó thì qua cái bài này mình thấy và ý cũng hay chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.